con á, thứ bảy chủ nhật nào chế bán qua hai lần, lần này là lần thứ ba. Thứ bảy chủ nhật nào nó cũng không có người xem, tại vì người ta đi chơi đấy em. Người ta đi chơi không có thời gian xem live stream đâu, chỉ có những ngày bình thường thì người ta còn xem. Có một cái đồng hồ Rolex mà giới thiệu không ai mua luôn, thấy không? Của nơi của Nam. Rồi có giày đây giày Nam luôn nè. Thứ bảy chủ nhật là vậy đó, chị quen rồi. Tại vì hôm nay chị mệt á, chị không về thăm con chị, chứ bình thường chị không có bán thứ bảy chủ nhật. Bán cũng không ai xem á em, phải không? Bán cũng không ai xem đâu, ít người. Đây giày Nam 41 nha, nhiều người xem vậy thôi chứ ít người người ta mua lắm. Chứ nhưng mà bình thường á, bình thường từ thứ hai tới thứ sáu là bán hàng ok lắm, nhưng mà thứ bảy chủ nhật bọn chế không bán là hay vậy đó. Đây bao luôn cho mấy chế ha, 500 khoai nha mấy chế ha. Có 41 43 42 luôn á. Hôm nay móc được 3 size, mỗi size có 2 đôi à, mỗi size có 1 đôi à. Này 42, này 42 nè. Tại em nói yêu cầu chế không bán hàng lên nói chuyện, nên chế lên nói chuyện với em luôn, thấy không? Khổ lắm, lên nói chuyện luôn đó. 42 luôn nha mấy chế ha.